Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nó Sẽ Minh nha. Ok, thì mình sẽ bắt đầu với nhiệm vụ tiếp theo là mình phải lại tới chỗ Tropical Beach ở Bao Đôn, Beach Bao Đôn nha các bạn. Bao Đôn ở bên chỗ này nè. Đó, mình lại phải gặp cái không này nữa, cho nên cũng mệt lắm các bạn ạ. À. Cứ đi qua đi lại rồi nói chuyện với ông này mệt lắm, cho nên thôi cứ ráng rồi. Mong các bạn donate ủng hộ mình bằng cách bấm vào biểu tượng hình đô la ở bên dưới mà mình khoanh màu đỏ, và biểu tượng đô la có cái chữ thanks hay còn gọi là cảm ơn để donate cho mình nhé. Mong các bạn donate cho mình ít nhất là khoảng có chừng $1 để ủng hộ mình để làm thêm nhiều video hay và hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
của Mao Dong Snowy Mountain rồi nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một kênh, mình mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình một cách bấm like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Và đừng quên donate cho mình khoảng chừng chút tiền, khoảng chừng $1 đó, $1 chắc là được rồi nha, để mình có kinh phí để làm thêm nhiều video hay nữa cho các bạn. Ok, bye bye các bạn nha.